Hôm nay Phum Phim xin giới thiệu tới các bạn một bộ phim kinh dị nhẹ nhàng, chuyện kinh dị đêm nay. Mở đầu phim là một cậu bé Alex đang thu dọn đồ đạc sách vở để đem đi đốt. Alex đi mà không báo cho bố mẹ biết. Bố mẹ vội vã đi tìm Alex. Cậu bé vào trong thang máy. Cái thang máy hôm nay có hơi kỳ lạ. Đèn điện chập chờn. Alex mở thang máy và đi ra ngoài hành lang. Bỗng cậu đi qua một căn phòng hết sức thu hút. Có một món khoái khẩu của Alex và một bộ phim ưa thích của cậu ta. Alex ăn miếng bánh và không biết gì sau đó nữa. Tỉnh dậy Alex ngơ ngác. Xung quanh phòng trông lạ hoắc. Bật đèn lên thì còn lạ hơn. Sau đó Alex mở cửa sổ thì khung cảnh vẫn vậy. Sau đó Alex trèo ra cửa sổ để ra ngoài. Nhưng lúc nhảy xuống thì lại là vào trong phòng. Đang suy nghĩ thì có một bóng đen tiến lại. Alex sợ hãi. Sau nhìn lại thì khi bóng đen bỏ mặt nạ ra thì là mà cô gái xinh đẹp. Vì đây là mụ phù thủy đã bắt cóc các đứa trẻ và cả Alex. Alex vội bảo mình biết viết chuyện kinh dị để không bị giết. Vì mụ phù thủy Natasha cần đứa trẻ có tài năng nào đó. Và mỗi tối mụ phù thủy cần một câu chuyện và phải hay. Hôm sau Alex tỉnh dậy. Có một con mèo trụi lông đã đánh thức cậu. Con mèo tên Lenoi nhảy vào Alex. Sau một hồi vật lộn, Alex vứt con mèo xuống đất. Lenoi khè một tiếng và ô là trời, con mèo biết tàng hình. Alex đi khám phá ngôi nhà mới. Đang ngó nghiêng thì Alex gặp Jasmine. Cũng bị mụ phù thủy bắt và làm đầy tớ dọn dẹp cho mụ. Hai người làm quen nhau và Jasmine kể tình hình cho Alex nghe. Sau đó Jasmine giới thiệu thư viện khổng lồ cho Alex. Alex choáng ngợp vì nó cao vô tận và toàn là chuyện kinh dị. Alex rất thích thú. Nhưng Alex vẫn quyết định không biết chuyện và lên kế hoạch bỏ trốn. Cậu ta đợi mụ phù thủy về. Cậu nấp vào một chỗ. Đợi mụ phù thủy không để ý, Alex vội chạy một mạch tới cửa ra vào. Nhưng không kịp. Đã đến tối và bây giờ là lúc kể chuyện. Mụ phù thủy có thói quen xịt xương xanh trước khi nghe chuyện. Điều đó làm mắt mụ ta sáng rực. Câu chuyện đã kết thúc nhưng là kết thúc có hậu. Natasha không đồng ý và vội bóp cổ Alex bằng ma thuật của mình. Alex phải bịa ra cái kết khác và mọi thứ trở lại như cũ. Hôm sau Alex tự làm đồ ăn cho mình. Con Lê nói hiện ra với vẻ mặt gì? Ai biết đâu. Ok quảng thượng. Sau đó là phải biết chuyện. Đang bí ý tưởng thì Alex chạy lên trên nóc thư viện kiếm cuốn chuyện đọc để khơi gợi ý tưởng. Khi cậu phát hiện ra có một cô bé cũng bị mụ phù thủy bắt và viết nhật ký vào những cuốn chuyện. Cô bé Kỳ Lân. Tối nay Alex lại đọc chuyện cho mụ phù thủy nghe. Alex tính làm hòa với Lenoi mà quảng thượng bảo éo. Những ngày sau Alex vẫn tìm những cuốn chuyện có nhật ký của cô bé Kỳ Lân để lấy manh mối trốn thoát. Đang miệt mài thì Jasmine tới rủ đi chơi. Jasmine dẫn Alex tới khu vườn mộng mị chuyên trồng các loại ma dược của mụ phù thủy. Con Lenoi cũng đi theo để giám sát. Jasmine cần giết những con nhện nhọ, bẻ trứng và vứt xuống cho Alex dẫm. Nhưng lỡ làm rơi một quả. Con nhện nhọ vừa nở đã giải cứu tất cả anh chị em nó và phá phách cả khu vườn. May mắn hai người thi nhau dẫm nát hết trứng nhện. Còn lại con nhện nhọ lúc đầu, hai người cầm cuốc sẻng đi chiến đấu với nó. Con nhện nấp một chỗ và bỗng nhiên nhảy ẩm vào mặt Jasmine. Vùng vẫy một hồi cũng vứt được con nhện nhọ vào đống tơ nhện. Con lê noi tưởng đồ ăn nên nhảy vào theo, xong bị dính vào tơ nhện. Kẻ săn mồi giờ thành thức ăn của con mồi. Alex thấy con mèo tội nghiệp nên quyết định cứu nó. Sau đó Alex bế quảng thượng ra ngoài. Bên trong vẫn còn sót một quả trứng nhện. Mụ phù thủy đã chờ sẵn bên ngoài và đã biết hết mọi chuyện. Mụ dùng ma thuật bóc cổ hai đứa nhỏ. Sau đó vì để cứu Jasmine nên Alex vội nhận hết mọi tội lỗi. Tối đó Alex về phòng suy nghĩ về những chuyện đã qua. Bất chợt phát hiện có gì bất thường trong tủ áo. Mở tủ bật điện thì ra là con nhện nhọ còn lại đang xé xác Alex. Sau một hồi giằng co, Alex cũng đập chết được nó. Nhưng đống chuyện kinh dị cậu viết lúc trước thì đã tan tành mây khói. Hết chuyện kinh dị dự trữ. Alex phải nghĩ ra chuyện mới nhưng cậu bất lực. Jasmine đến an ủi Alex. Sau khi nghe Jasmine kể về những đứa trẻ lúc trước bị hóa tượng thì Alex và Jasmine lại tiếp tục lục tung đống sách chuyện để tìm manh mối. Và cuối cùng công sức được đền đáp. Alex tìm được công thức thuốc ngủ để đánh thuốc mụ phù thủy và trốn đi. Nhưng vẫn còn thiếu một nguyên liệu cuối để khử mùi. Alex nghĩ ra cách viết chuyện ma để bắt mụ phù thủy nói ra nguyên liệu cuối. Hôm sau, hai đứa chuẩn bị đồ nghề và nguyên liệu để điều chế thuốc ngủ. Tối nay sẽ là tối trốn thoát. Nhưng thuốc lại làm đổi màu nước chanh. Kế hoạch bị phá sản. Lenoi đã chứng kiến tất cả. Lúc sau hai đứa không tìm thấy thuốc mê đâu vì đã bị Lenoi trộm mất.
Vì không chuẩn bị chuyện nên mụ phù thủy tức giận và bắt đầu hóa tượng hai đứa trẻ. Đang chuẩn bị làm phép thì mụ ngã vật xuống ngủ say như chết. Hai đứa bé thấy lạ, nhưng con lê noi nhảy xuống và loạng choạng. Thì ra con mèo đã bỏ thuốc mê vào lọ xịt xương xanh của Natasha. Hai đứa vui mừng lấy chìa khóa, chuẩn bị đồ đạc, mang theo con mèo và chạy ra phía cửa. Mở cửa ra thì là khu rừng. Đang còn ngơ ngác thì Jasmine nhìn thấy thực vật trong phòng ma dược. Hóa ra đây vẫn ở trong ngôi nhà. Một cái gì đó màu hồng lao đến hai đứa trẻ với tốc độ rất nhanh. Con kỳ lân đen nhánh với đôi mắt và cái sừng màu hồng. Hai đứa trẻ cố gắng chạy thoát khỏi con kỳ lân. Được một lúc con kỳ lân bỗng không đuổi nữa. Jasmine và Alex tìm thấy một ngôi nhà kẹo đầy ánh đèn. Ngôi nhà giống như trong chuyện của mụ phù thủy. Vì tò mò và ngửi thấy mùi thơm nên hai người vào trong nhà. Alex còn đang ngơ ngác nhìn xung quanh thì quay lại Jasmine đã ăn kẹo từ lúc nào. Mắt chuyển màu cầu vồng. Alex cũng thử một miếng bánh. Và chúng ta đã tìm ra con trai cưng của mẹ. Thích cắn kẹo hít à mà thôi. Sau một hồi bê đồ thì Alex tỉnh dậy. Trong người vẫn còn dư âm của cuộc vui. Sau rồi Alex phát hiện có một lối đi xuống. Lần mò từng bước đi xuống, Alex thấy mở ra một căn phòng. Jasmine và Lenoi đang bị nhốt. Còn trong quan tài mới là mụ phù thủy thực sự đang ngủ say. Và Natasha đang khai thác xương xanh ma thuật từ người mụ phù thủy. Hóa ra đọc truyện mỗi tối là để du mụ ngủ. Natasha kể nguyên nhân ngày xưa cũng là một cô bé bị mụ phù thủy bắt. Khi cô bé đánh thuốc mê mụ và trốn thoát thì lúc về bố mẹ đã rời bỏ cô bé. Nên cô bé quay lại trở thành phù thủy và hại những đứa trẻ khác. Sau tất cả thì chính Natasha lại là cô bé kỳ lân. Và mụ phù thủy thật sự sắp tỉnh. Alex không có chuyện nên phải kể câu chuyện về cậu ta. Vì mất lòng tin vào bạn thân. Không ai thích làm bạn với một cậu bé lập dị như Alex cả. Ngày sinh nhật cậu ngay cả bạn thân nhất cũng không tới dự. Alex muốn đốt hết chuyện cậu viết để trở thành người bình thường. Natasha tưởng kết thúc không có hậu nhưng không. Alex kết thúc chuyện bằng việc cậu đã có người bạn đích thực là Jasmine. Vậy là kết thúc có hậu. Mụ phù thủy tỉnh dậy. Hai phù thủy đại chiến. Nhân cơ hội này hai đứa trẻ nhanh chóng trốn thoát. Nhưng chỉ một hít là Natasha lên bảng đếm số. Ra tới hành lang thì con mèo lại nhảy ra đi lẻ. Hai đứa trẻ chạy tới thang máy và đi xuống. Mụ phù thủy già bò xung quanh thang máy để tìm lối vào. Xong mụ xuất hiện trên nóc thang máy và nôn đầy kẹo vào người hai đứa trẻ. Thang máy mở ra. Hai đứa chạy tới phòng hơi nơi có lò đốt. Bỗng mụ phù thủy tóm được Jasmine. Con lê noi từ trong bụi rậm lao ra cấu rỉa mụ phù thủy già. Nhưng mụ không si nhê và úp sọt lại Jenga. Vì cứu Jasmine nên Alex nghĩ ra chuyện mà kể cho mụ phù thủy nghe. Sau khi gây được sự chú ý của mụ, Alex nảy số ra một câu chuyện. Khai thác tính tò mò và lừa mụ tới cửa lò. Alex vứt luôn cuốn chuyện vào trong lò. Mụ phù thủy bị lừa và lao theo cuốn chuyện. Xong hai đứa nhân cơ hội này làm gỏi mụ phù thủy. Cố gắng giữ thật chặt cửa để mụ ta không thoát ra được nữa. Kẹo bắt đầu chảy ra. Mụ kêu gào trong đau đớn và bốc hơi ngay sau đó. Xong việc hai đứa thở phào và đi về nhà của Alex. Một màn tái ngộ đầy máu và nước mắt. Và tất nhiên hai đứa trở thành bạn thân của nhau. Con Lenoi vẫn có khả năng tàng hình như Jenga và ở lại sống cùng với Alex. Một kết thúc có hậu và nhẹ nhàng. Hẹn gặp lại các bạn trong những bộ phim tiếp theo. Nhớ like và sub để cùng đồng hành và tạo động lực cho Phun Phim nha.